One shot, one kill. The bull only talks with his hooves. Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong bản Big Update tứ phương đại chiến sắp tới, có rất nhiều vị trí tướng sẽ được chỉnh sửa sức mạnh. Ở phần 2 này, mình sẽ tiếp tục hé lộ những vị tướng được thay đổi sức mạnh tiếp theo. Thì ở phần 1, Van Heen đã được tăng sức mạnh đáng kể. Ở phần 2 này là sự trở lại của cung thủ mặt trời Ôn. Cụ thể ở nội tại, Vô Tận Tên được tăng sát thương từ 60% lên 70% công vật lý. Chiêu 2, Mưa Tên được giảm thời gian hồi chiêu. Và chiêu cuối của cung thủ On cũng được tăng sức mạnh. Chiêu cuối Tên Thần, kỹ năng sẽ không bị cản bởi lính và gây thêm 6% ở level 1, 8% level 2 và 10% ở level 3. Máu đã mất của một nạn nhân thành sát thương vật lý và giảm lượng năng lượng tiêu hao của cái chiêu cuối này. Các bạn có thể thấy cung thủ On đã được gia tăng rất nhiều sức mạnh, hứa hẹn sau bản cập nhật là sự tranh giành khốc liệt vị trí top 1 xạ thủ Liên Quân Môn Bài. Vị tướng tiếp theo được tăng sức mạnh đó chính là thần rừng hộ mệnh Pela. Cụ thể ở chiêu 1, ánh sáng thần thánh được tăng khả năng hồi máu. Và chiêu cuối cùng, kết giới sinh mệnh được tăng thêm 20% hiệu ứng giảm tốc và đồng thời giảm thời gian hồi chiêu của chiêu cuối này. Như vậy Pela sẽ hỗ trợ tốt hơn rất nhiều và có khả năng tham gia các đấu trường đỉnh cao của Liên Quân Môn Bài. Vị tướng tiếp theo chính là nữ tướng xinh đẹp Điêu Thuyền, người tình của Lữ Bố. Điêu Thuyền sẽ được gia tăng sức mạnh để có thể cạnh tranh vị trí đường giữa. Cụ thể ở nội tại, nữ hoàng băng tuyết sẽ được tăng sang sát thương phép. Chiêu 1, xương giá được tăng khả năng làm chậm từ 50% lên 60%. Và lượng tiêu hao năng lượng khi sử dụng kỹ năng này được giảm. Đây là tin đáng mừng cho những fan của vị tướng xinh đẹp này. Tiếp theo, Vera, nữ hoàng bóng đêm cũng được tăng sức mạnh để bớt bị lãng quên. Chiêu 2 của vị tướng này, hôn gió, được tăng sát thương phép và giảm thời gian hồi chiêu. Die.
Vị tướng được thay đổi sức mạnh tiếp theo chính là Oma, tướng thủ nêu danh của rất nhiều cao thủ. Cuồng chiến sĩ Oma được cân bằng lại các chỉ số cơ bản. Cụ thể, lượng HP ban đầu và HP tăng theo cấp của Oma sẽ bị giảm đi rất nhiều. HP ban đầu từ 3666 xuống còn 3450. HP phát triển cấp giảm từ 394 xuống 345. Và lượng giáp tăng theo cấp cũng bị giảm đáng kể. Mỗi cấp tăng 27 giáp, giảm xuống còn 20 giáp. Như vậy là sự trâu bò của Oma sẽ bị giảm đáng kể sau cái bản update tứ phương đại chiến này. Bù lại, Oma được tăng công vật lý ban đầu từ 155 lên 171. Và công phát triển theo cấp tăng từ 9 lên 11,5. Bù lại, vị tướng này sẽ được tăng công vật lý, giảm sự trâu bò và tăng công vật lý. Vì vậy anh em đánh Oma sẽ phải cẩn thận hơn, bởi nó không còn trâu bò như trước nữa. Vị tướng đấu sĩ tiếp theo được thay đổi sức mạnh đó là Zephyr, lãnh chúa lất bất tử, sẽ được tăng sức mạnh. Cụ thể, chiêu 1 và chiêu 2 của vị lãnh chúa bất tử này sẽ được giảm thời gian hồi chiêu. Trên đây là những thay đổi về tất cả những vị tướng, đó là cung thủ Ôn, Pella, Điêu Thuyền, Veda, Oma và Zephyr trong bản Big Update tứ phương đại tiến sắp tới vào ngày 30 tháng 3 2017. Và món đồ duy nhất được thay đổi trong cái bản update này đó chính là trang bị thập tự kiếm. Trang bị duy nhất được tăng sức mạnh, hứa hẹn mở ra một thời kỳ mới của pháp sư. Thì cái trang bị này được thêm một nội tại cho món đồ này, đó là cấp nhận, nghĩa là đòn đánh thường kế tiếp sau khi sử dụng kỹ năng được tăng 50% tốc tấn công, kéo dài trong 4 giây và giảm thời gian hồi chiêu 10 giây. Đó là những thay đổi về cho cái bản Big Update tứ phương đại chiến ở phần 2 do MOBA Việt tổng hợp. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị trong game và đừng quên ủng hộ MOBA Việt nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào. Tonight.